Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Feature 2010 lột xác nhẹ nhàng với cái dàn đồ chơi hàng tuyển. Các chiếc feature 125 2010 thế hệ đèn flash hiện tại đang được rất nhiều sự ưa chuộng và có rất nhiều bản độ từ cái dòng xe này ra đời. Và có nhiều bản độ không bao giờ làm cho chúng ta phải thất vọng. Và bây giờ chúng ta hãy đến ngay cái con chiến mã đến từ các bạn kia để xem cái con xe này được trang bị những gì nhé. Phần đầu xe không có quá nhiều thay đổi ở cái phần cụ bên ngoài bằng một chiếc đèn inox để tăng thêm cái sự sáng bóng. Hai phía ứng dụng là bạc gà thái chuẩn phong cách của quầy 125. Cái phần ta thắng Nissin nguyên bản được nâng cấp thành một sản phẩm của Race Boy phiên bản là full đen. Với phần piston chỉ có 14mm phù hợp cho các dòng xe nhỏ ứng dụng hay dầu từ 1 đến 2 bit. Cái dàn chân ứng dụng của mình là hai dòng piston 2 bit một bên kết hợp cùng với đó là điều hành của Rainbow Motoba 210. Hai dòng heo xám được bấm rất nhiều đầu tạo cho cái dàn chân một cái sự đa dạng về màu sắc. Tiếp đến ngay phần ốc máy với nhiều chi tiết ốc được thay bằng cái đều inox và vàng tăng thêm cái chút sáng bóng. Ngoài ra cái phần carbon cũng được thay thế bằng cái đều là titan có nhiều màu sắc hơn. Tiếp cũng đó là một cái chân của cái chiếc cúp 125. Các dàn chân sau ứng dụng cho mình là phục Race Boy full đen chi vàng tích hợp luôn cái bình dầu liền ở trên. Sản phẩm này được nghiên cứu sản xuất dành cho quay phim ứng dụng với chiều cao là 330. Có cái chân phục như xin nên cũng không cần phải chế cháo con ốc nào cả. Đảm bảo đúng cái lực hiệu năng cho người sử dụng kiếm và tải nặng hoặc đi ở những cái cung đường gồ ghề. Quaro 110 một bản độ cực đỉnh với gói nâng cấp phần cái chân cũ. Không đơn thuần là việc gắn với món đồ chơi được chế tác sẵn đường xe. Cái combo này được anh Cường đã độ lại trở nên ấn tượng hơn rất nhiều khi được trang bị hàng loạt những món phụ tùng cao cấp có 102. Chưa cái chiếc Quaro nào đổi đến như vậy. Các chiếc sửa đổi sống cho mình cái cụm thăng Rainbow A19. Đây là bản mới Costa Costa dòng đời nâng cấp tiếp của là A19 ra đời vào đầu năm 2018. Đi cùng bên dầu rời titan ống dầu xanh trong suốt ảo diệu. Các giữ dây dầu cũng được làm từ titan với khả năng chịu tải cũng rất tốt và có thể uống công tùy theo cái sở thích người chủ. Sống cho mình cái cụm công tắc Domino on up đi cùng với cụm tăng tốc cùng thương hiệu. Đây là hai món đồ chơi kiện rất thịnh hành ngày nay, ứng dụng cho rất nhiều dòng xe khác nhau. Để bắt được cụm này, người chủ phải dùng cho mình dây gà thái để gắn cắt ngắn phù hợp cho từng hành trình ở bên trong ống gà. Nếu như các bản độ ứng dụng cho mình cái cụm Rainbow ở bên trái thì người chủ phát khách hơn, ứng dụng cái cụm Grip Steep, thương hiệu đồ chơi cũng đến từ Nhật Bản, gia nhập từ Việt Nam khá lâu, nhưng luôn tạo một cái sự hài lòng nhất định cho những anh em nào đang sở chúng. Ứng dụng Bobai Rizoma đồ chơi đến từ Ý để tạo kiểu. Nói đôi chút cái dàn chân, đây là một trong những cả gia tài của người chiếc xe. Khi chiếc xe trang bị cái dầu Hales được bấm rất nhiều cái dầu CNC, sau đó ốm theo từng cái khái ốc dầu không bị cong kẽ trong quá trình sử dụng. Để bắt được có combo heo dầu Rainbow Bridge đĩa Rainbow Oversize xa 267m thì anh này đã phải đặt làm cái vát neo và cùng với rất lòng CNC, sau đó xử lý lên màu titan, nhìn độc đáo lạ mắt mà chưa thấy ai trên ở Việt Nam. Hai thở được ứng dụng cho mình cable của Timus, thương hiệu đi vô cùng lạ mắt hiếm thấy ở đất Việt, kết hợp cùng với cái bộ titan để tăng thêm cái sự quý phái hơn cho xe. Nếu như những bản độ như bộ uống Rose quen thuộc anh em thì bản độ hôm nay làm cho tạo ra sự khác lạ hơn mà chưa có dòng là Quaro nào chế tác được. Che cái nước nắp nhớt được điều chỉnh lại bằng cái đường titan được điền phân lên cái gam màu hò rất là đẹp. Thiết kế hoàn toàn phần cấp sau để bắt được phanh đĩa. Đây là một trong những cái tuyệt tác nghệ thuật vì phải có một đồ tài khéo léo và cái sự tinh chỉnh rất là nhiều thì mới đắp được cái bộ phanh này, đảm bảo đúng kỹ thuật để xoay bánh nhẹ nhàng không bị cạn cứng trong quá trình vận hành. Xe dầu sau rất ấn tượng với khả năng bấm đầu tiên gì, trong đó nó bật nhất vẫn đảm bảo được lượng dầu bên trong được canh giữ nguyên khi chúng ta tháo hay dầu ra và lắp lại mà không cần phải canh dầu thì vô cùng tiện lợi. Cái dàn chân được thay đổi hoàn toàn mới cho nên ấn tượng hàm ổn hơn sau khi được người chủ đầu lại bằng cái mâm của Power. Đây là một thương hiệu cũng rất nổi tiếng được sản xuất dành riêng các dòng xe ga ở dựng mà không cần phải chế cháo một chi tiết nào. Những chi tiết nhỏ như cái chân cũng được lấy từ cái dòng là Ducati để thêm chút cảnh khác lạ hơn với những bản đồ khác. Từng chóp phi năm được người chủ lựa chọn rất cẩn thận và được bắn laser khác cái dòng chữ Ducati nhìn rất đẹp.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tiếp theo nhấn like và subscribe.